Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay thì mình sẽ chơi một con map có tên là Sinh Tồn Trên Đầu Mèo Vũ Sư các bạn ạ. Thì như đây là mèo vũ sư level 2 thì phải, theo mình nhớ không nhầm là thế, để coi lại nào. Đúng rồi, mèo phát lộc là level 1, còn mèo vũ sư là level 2 các bạn ơi. Ôi, Mèo Pèo đang ở dưới. Đấy, hôm nay thì mình có mở phòng 3 người các bạn ạ. Có chơi cùng thanh niên OG Tiger với cả thanh niên Huy kia. Đấy, hôm nay mình thấy cái map này khá là rộng cho nên là mở phòng 3 người là hợp lý các bạn ạ. Ui, vừa vào có tận 1.000 sao luôn này. Wow, chủ map có vẻ như là khá là hào phóng đấy, cho hẳn 1.000 sao luôn các bạn ơi. Rồi, để kiểm tra thử xem là dưới cây có đồ gì không nhá. Cũng bắt là xỉa bùa coi xem là dưới cây có đồ gì không các bạn ơi. Đã chơi gì đâu ba, còn chưa kịp đọc ID map rồi. Ui, có đồ mốt nè. Wow, dưới cây này có đồ mốt các bạn ơi, có khá là nhiều đồ mốt luôn. Ok, rồi, khá là nhiều đồ hay ho, các bạn lấy ít đồ thôi ba. Trời ơi, phải lấy nhiều đồ thế rồi. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nha. Không thể có ID map ta. Rau bị tươi. Ôi, người ta bảo rau bị héo hay rau bị sâu hay rau bị tươi. Kiếp thật. Rau bị tươi, các bạn sợ thật luôn đấy. Đầu tiên mình nghe thấy quả rau bị tươi cái gì đấy, không đánh nhau. Trời ơi, đánh nhau cái gì, đánh nhau cái gì, không đánh nhau cái gì. Để coi xem có dương thì không đánh nhau. Không đánh nhau. Thật, cái gì không biết gì đâu. Đúng là thịt bụng. Ui, gọi kiệu, wow, hay ta. Có cả kiệu này. Xin thực sự các bạn ạ. Ui, triệu hồi kiệu này được của nó đấy. Ủa, chung combo level 2 này, kinh phết nhở. Hình như là ở trên kia không, để mình cưỡi kỳ lân lên trên này xem nào. Ấy, hey, ôi chết rồi, không lên rồi, thôi chết rồi, thôi tự tử luôn các bạn ơi. Tự tử luôn các bạn, chắc là mắt này chết không mất đồ đâu nhờ. Chắc là thế, ấy chết không mất đồ đâu. Đây. Ok, hồi sinh ở trên này. Đây. À, chủ mắt là Pi Quang, ID là 173102271. Đằng sau những tấm bảng này có gì đào thử ra xem nhé. Ok, lát nữa đào xem nào. Nhận vật phẩm. Nhận vật phẩm, ok, nhận vật phẩm. Ui, cho combo dìu cuốc xẻng gỗ à, cũng được đấy các bạn ạ. Rồi, dìu cuốc này, xẻng này, ok. Đồ trong đây khá VIP, nhập từ khóa mèo vũ sư để nhận những vật phẩm quà đặc biệt à. Mèo vũ sư, cái gì đấy, ui, full move nào, cái gì đấy. Ui, full move luôn các bạn ơi, wow, được của nó phết nè. Ôi từ, ui thả nhờ mèo vũ sư qua chết giờ, bị lag map đây. Chết thật, cái này cái gì đấy. Ăn làm gì ấy? Không biết ăn này làm gì các bạn ạ. Không biết là tăng cường sinh lực gì mình cũng không biết nữa các bạn ơi. Toàn tiếng tàu này, chịu các bạn ạ, thôi kệ nó đi. Rồi, quay trở lại em nào. Map này có nhà lao đấy, ok, mọi người đi vô người mèo vũ sư tìm rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cần phải đi chế một ít đồ nhở. À, có rượu mà, có rượu cần gì chế nữa. Đây, để coi nào. Nghe nói ở trong này có gì đặc biệt. Úi dồi ôi, nhiều quái thế. Cầm cái gậy đập nào. Gậy này cũng không khỏe lắm nhở. Ui, cái gậy này cũng không khỏe lắm các bạn ạ. Để mình phụ ma. Để mình phụ ma cái này thế nào. Bền, ôi bền làm gì, trời ơi. Ui, cái này cũng phụ ma cái này. Ui, cái này khỏe phết đấy. Ui, cái này cũng quên đập phát chết luôn nhiều. Ui, cái này khỏe vậy ta, cái này mình thấy là khỏe này, đập phát chết luôn này. Wow, cũng lực cái chứ nhở. Ui, tôi phải lắm quái thế mà chính ra là mình bất tử mà lo gì. Vào chơi luôn các bạn ơi. Ui, có súng xếp các thứ nè. Nhiều đồ linh tinh quá các bạn ơi, cái này gì đấy. Giống nhau à? Hình như hai cái này giống nhau thì phải đúng không ta? Hình như hai này giống nhau phải? Để là gọi... không, cái này khác nhau. Cái này là gọi ra... Cái này là gọi ra con kỳ lân. Trời ơi, thả nhiều thần thú quá, nó lag map, các bạn bỏ qua đi. Cái này cái gì đây? Súng xiết các kiểu kiếm, thứ này nhiều đồ linh tinh quá nhở. Để coi nào, súng gì đây? Ui, laser à? Laser, các bạn ơi, ok, laser. Ok, chúng ta không nên đụng vào cái này nhá, laser, ok, laser. Cái gì đây? Ui, 1.000 viên đạn, ui, 1.000 viên đạn đến này bắn sáng mai nhưng mà tốc độ bắn hơi chậm các bạn ạ. Mang tiếng 1.000 viên đạn bắn hơi chậm này. Tốc độ bắn hơi chậm các bạn ạ. Kiếm này kiếm thần không? Cái này có quá chắc phải kiếm thần không? Kiếm này xịn không nhỉ? Chắc là kiếm đều quá cái gì đấy. Gậy phát sáng lại, nhìn nào. Bùm. Chả thấy có gì các bạn. Ui, đập phát xa phết ở văng xa đấy. Ok. Để phụ ma xem, phụ ma được cái này này. Bền thợ săn người, nói chung là cũng thấy kết bớt cái linh tinh nữa các bạn ạ. Ok, hiểu ấy. Ôi, nhảy cao vậy. Có vẻ như là hiểu sâu qua cách chơi các bạn ạ. Mình sẽ kết bớt cái đồ linh tinh rồi đã. Bỏ bớt mấy cái đồ không cần thiết đi em nào. Tầm này mấy cái này đâu cần đâu. Ok, rồi bây giờ đi kiếm đồ đấy các bạn ơi. Ui, có laser này.
Laser. Có quả laser này không cần đi mai luôn các bạn ạ. Đà một phát thẳng xuống dưới luôn rồi gì nữa. Wow, xịn sò thực sự các bạn. Ôi chết 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 rồi. Từ từ. Ê. À có cái khung cổng đất này, đồ ngon phết này. Gợi ý trong đuôi mèo vũ sư có gì, khiếp mang lại cho nhiều đồ phết nhở. Mang lại cho khá là nhiều đồ các bạn ạ. Tăng sát thương các kiểu này, lấy một nửa thôi. Lấy ít thôi ba gom, không phải lấy nhiều thế. Lấy ít thôi, để lại bớt đi. Trời ơi cái gì ấy. Ai cũng thả thần thú thôi, khiếp thật. Mấy cái này chúng phải thả thần thú thôi các bạn ạ. Ơ kìa mấy ông ấy lấy hết đồ ăn rồi còn đâu. Chết rồi. Bây giờ là đang bị thiếu đồ này. Ba lô tên lửa các kiểu giáp kim cương này ngon đấy. Ui map này cho nhiều đồ phết nhở. Ui map này cho khá là nhiều đồ các bạn ạ. Ê, có ai cầm khung cổng lòng đất với đá dịch chuyển không, để hỏi thử xem có ai cầm không các bạn ơi. Mình có biết đường, có kèn này, lấy kèn này. Đúng này thì mình có rồi các bạn ạ. Ơ hai khẩu này hình như khác nhau à, một cái chữ đỏ một cái chữ trắng. Khác nhau các bạn ạ, khác nhau. Ok. Ê, đưa anh, đưa hết anh, đưa đây. Đưa hết đây để xây cổng. Đâu rồi. Alo. Đưa anh cổng. Ok. Ôi 10 cái cơ. Thiếu đá dịch chuyển. Ok. Đang thiếu đá dịch chuyển. Đâu rồi? Đá dịch chuyển không? Đá dịch chuyển cơ mà. Hỏi chấm gì đây? Gì đây? Ông mình phải đi linh tinh vậy. Nhanh nào. Gì đây? Ủa mấy hôm nay có đưa dịch chuyển không đây? Trời ơi. Trời thật các bạn đã chả hiểu mấy mà có cầm đá dịch chuyển hay không nữa. Có hay không tôi còn biết. Chắc không cần đâu, mình có cái khoan đồng này mặt trăng rồi. Chắc không cần kia nữa, các bạn đã bỏ bớt đi này. Lắm đồ linh tinh quá nhở. Trời ơi mấy cái này chả biết có cần không đây. Nào, có ai cầm đá dịch chuyển không? Gì đây? Hỏi nhanh nào. Nhanh, trời ơi, chơi bông người loạn quá nhở. Mấy hôm nay cầm một khi mình còn chả biết các bạn ạ. Sợ thật luôn đấy. Mấy hôm nay, tóm lại mấy hôm nay có cầm không? Alo. Mình hỏi không trả lời luôn các bạn ạ. Sợ thật luôn đấy, chịu luôn. Đây, đưa anh. Đưa đây. Ở đây sổ vứt thì vứt hẳn hoi gớm. Đấy trời ơi, lấy giờ cầm không đưa luôn đi. Từ từ đã, bây giờ phải đi kiếm thêm đồ ở đuôi á. Đi kiếm một đuôi ấy, nghe nói là trong đuôi con mèo vũ sư có cái gì ấy nhở. Để kiểm tra đuôi em nào. Trong đuôi con mèo vũ sư mình nó phụ ma tốc độ à, cũng được ấy, tốc độ 1. Để kiểm tra xem nào. Kiểm tra xem này đã. Ui, nhà lao à. Ui, có nhà lao trong này các bạn ạ. Ui, trong này có nhà lao này. Có quái này, ôi dồi ôi, kinh đấy, nhưng mà mình cầm, tao cầm súng xịn thế này nhá, ôi súng không xịn lắm nhở. Mình tưởng xịn nó cũng không xịn lắm. Mình tưởng xịn nó cũng không xịn lắm các bạn ạ. Ủa đây, có súng máy này, bánh mì này, ok, mà mắt bất tử thì nữa, cái bánh mì đâu? Bất tử rồi cái bánh mì nhở. ok, chắc là đủ đồ rồi các bạn ạ. Mắt mày bây giờ nhiều đồ thừa quá, để mình bỏ bớt đi nào. Bỏ bớt một cái không cần thiết đi các bạn ơi. Rồi tiếp thật một đống đồ luôn các bạn. Ok, xây cổng thôi, bèo về xây cổng thôi. Đường lên đâu nhỉ? Đây. Ok, xây cổng các bạn ơi. Mình laser này, thử test laser nào. Laser các bạn ơi. Wow, laser. Cái laser này hay phết các bạn nào. Wow, dùng cái laser là hay phết đấy. Bắn linh huy này, bánh linh huy này. Cái khẩu súng laser khỏe phết các bạn nào. Ui phá map, súng mèo gọi là súng phá map các bạn ơi. Súng phá map các bạn ơi. Úi xồi. Laser. Cái này là cái laser các bạn ơi. Còn khổ là khổ gì đây? Khổ là khổ bùm. Ui bắn lực phết nhở. Ok để xây cổng các bạn ơi. Thôi xây cổng thôi. Quay trở lại chủ đề xây cổng đi. Chiến luôn, làm cổng to luôn. Thừa mà, mình thừa nguyên liệu. Ủa nhảy cao thế, nhảy hơi cao quá các bạn ạ. Chết giờ, nhảy bị cao quá. Nhảy cao quá. Ôi nhảy nhồn đi khác trời. Nhảy cao quá. Nhảy cao quá. Ok, tôi ngừng nhảy được không? Ok, sổ ôi. Kiếp thật. Đâu rồi. Đây này. Ok. Xây xong cổng rồi này. Anh em tập trung. Đâu hết rồi. Ok, mấy tên đấy rồi. Đâu hết rồi.
Ấy, ấy, mày thấy đuối hết rồi ta? Này, này cổng, đi. Ui, đến thẳng chỗ con rồng luôn các bạn ạ. Đồ của nó phết là thử nào. Bắn phát thì, ui, quả súng này trông có vẻ xịn xó nhỉ. Mày chạy đâu? Khiếp thật, bắn mãi không trúng rồng. Ôi, rồng đâu rồi? Quay, rồng, rồng đâu rồi? Mày chạy khổ khổ này không bắn trúng nữa. Ui, bắn một viên nửa cái máu luôn rồi. Dăm ba con rồng luôn. Úi sổ, dăm ba con rồng luôn các bạn ơi. Dăm ba con rồng các bạn ơi, ok luôn. Rồi, triệu hồi rồng 2 luôn. Thế này thì dăm ba con rồng luôn này, ok. Thử khẩu laser nào. Ui, laser này hình như là không bắn trúng được rồng rồi. Cái laser này không bắn trúng được rồng các bạn ạ. Chỉ bắn đấy thôi. Không bắn được rồng rồi. Ui, thử khẩu này nào. Khẩu này là súng ngắm à? Laser súng ngắm á, shotgun súng ngắm à? Ui, bắn khổ là nhìn lực phết này. Mình nghĩ là mình đang cầm cái khẩu khỏe nhất server các bạn ạ. Giờ ăn thêm mình full boost mà đấy đúng không? Tăng sát thương là tấn công mạnh này, tăng sát thương cận chiến. Chưa có cái tăng sát thương tầm xa à? Đâu nhỉ? Chưa có cái tăng sát thương tầm xa các bạn ơi, hình như chưa có. Đây, ăn vào đã. Đây, ăn mấy cái này vào đã các bạn ơi, từ từ nhá. Để mình béo ăn cái này đã, ok rồi. Ăn cái này vào đã, ok này. Tăng sát thương tầm xa này. Rồi, tăng sát thương động vật các kiểu luôn. Không biết là rồng có phải động vật không. Bắn rồng đi ba, bắn rồng đi kia. Này cho súng này, có súng chưa. Này, đưa đây cho súng này. Đây cho này. Này cho này. Đây súng vào đây. Đây. Súng này. Này súng này. Đấy, súng đấy. Ok chưa, có súng chưa. Hả. Ôi từ từ, mình có khẩu số 5 này, từ từ để test thử nào. Để test thử khẩu số 5 nào. Ui, 6 nòng xanh cơ đấy, wow. Ui, 6 nòng xanh này. Ui, cái khẩu 6 nòng xanh này có vẻ khỏe phết này. Cho mày khẩu số khăn này, số khăn này. Ôi chết, nhầm. Đâu rồi, Thiên Huy đâu rồi? Ủa? Thiên Huy đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Không, cho khẩu kia rồi còn gì. Mỗi người một khẩu thôi. Không vơ vẩn đâu rồi, cho nên cho cái khẩu này. Nè, shotgun xịn này, đâu rồi? Nè, súng này. Nè, súng này, đấy, súng đấy. Đó, cầm đây, ok các bạn ơi, chuyển rồi. Bây giờ chuyển rồi. Ôi, cái khẩu sóng nòng này có vẻ là VIP đấy, các bạn có vẻ là hàng VIP đấy. Không cần đi gà đâu nhỉ, mình có cái tăng sát thương rồi mà cần đi gà đâu. Ok, để gọi luôn rồng ba luôn. Dăm ba con rồng ba luôn, các bạn ơi, đâu rồi, rồng ba rồi. Rồng ba của chúng tôi này, đâu rồi, rồng ba đâu rồi. Rồng ba, ui, bắn phát chết luôn. Wow, pháo hoa này, anh em xem pháo hoa này, lên mặt trăng đây, về lên mặt trăng các bạn ơi. Lên mặt trăng, về lên mặt trăng thôi. Ui, cái tầm này là về lên mặt trăng thôi. Dồi ôi, quả súng mạnh quá. Quả súng này mạnh quá các bạn ơi. Thợ thật đấy, rộm. Rồi, chỗ của bố có biết cái này. Có tàu vũ trụ chưa? Hỏi chấm. Không biết là mấy thanh niên này có tàu vũ trụ chưa các bạn ơi. Không biết đã lấy chưa, lấy đi thì lấy đi. Trời ơi, này tàu vũ trụ này, đây, nhiên liệu của mình có rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ là lên thôi. Lên tàu vũ trụ các bạn ơi, đi kiếm tàu vũ trụ đây. Nhiên liệu đâu, đâu rồi. Thanh niên kia đâu rồi, nè, mình đặt tàu vũ trụ cho này. Đặt tàu vũ trụ cho mà lên này. Lên mặt trăng đây. Trời ơi, khiếp thật, ông ơi, méo mày đâu rồi. Ủa, tôi kệ đây, lên trước đây. Anh lên đây, kệ mấy đứa nha. Không lên, tôi lên trước. Tôi cầm khẩu 6 nòng siêu VIP rồi các bạn ạ. Mèo béo cầm khẩu 6 nòng là siêu VIP rồi. Đó. Một mình phá đảo thế giới ảo các bạn ạ. Ui, bắn thử dưới view. Xả đạn. Mèo béo xả đạn các bạn ơi. Bắn pháo hoa. Ôi, từ. Bắn pháo hoa. Wow. Bắn pháo hoa. Chúc mừng em ơi. Wow, đẹp thực sự các bạn ạ. Ui, màn trình diễn pháo hoa có 102 luôn. Wow, chúc mừng năm mới. Đẹp thực sự các bạn ạ. Được của nó đấy, nhìn nó như này. Trời ơi, màn trình diễn pháo hoa có 102 luôn các bạn ạ. Hay phết đấy chứ. Ở trên này không có quái à, từ đã. Đeo bình oxy đã.
hai bình chắc là thoải mái rồi các bạn ạ. Đẹp phết nhở. Hey, cái khẩu này đẹp đấy chứ. Để cái coi nào, để gọi boss các bạn ơi. Đây, mình có đồ gọi boss rồi. 1, 2, 3, 4 này. Đây, đổi cái này này. 1, 2, 3, 4 này. Tiếp. 1, 2, 3, 4 này. Ok, đâu rồi? Mấy tên kia đâu rồi? Lên mặt trăng chưa? Boss sắp ra rồi này. Trời ơi, mấy hôm nay lên mặt trăng chưa? Lên đi. Ok, chuẩn mê. Dô, boss ra rồi các bạn ơi. Trời ơi, tầm này tàu gì nữa. Trời ơi, chết nhầm. Định bắn tàu như anh mà bắn luôn cả người. Ok, cái khẩu này nguy hiểm quá các bạn ạ. Nhưng mà có, ôi dồi, xong rồi. Xong thanh niên Huy Văng Game. Thanh niên Huy Văng Game của các bạn ơi, thưa kệ vậy. Rồi, chuyển luôn. Bắn mấy con này luôn các bạn ơi. Trời ơi, mèo béo xấy mấy con này chết luôn các bạn ạ. Sợ thật luôn. Rồi, xong. Boss tượng cổ đứng dậy luôn. Đánh boss tượng cổ trong một nốt nhạc là có thật các bạn ạ. Úi trời ơi. Mèo béo đánh boss tượng cổ. Ui, laser à? Laser á? Mày tưởng mình mày còn laser à? Laser này, này. Đọ laser không? Thích đọ laser không hả? Tưởng mình mày có laser à? Ta không có laser nhá. Ui, laser chúng tôi này. Laser xám. Tưởng mình mày có laser à? Hả? Sao đôi? Màu gì để coi xem màu gì các bạn ơi. Để coi xem màu gì đập nào. Màu gì vẫn chưa thể hiện màu gì các bạn ạ. Để coi xem màu gì để đập nào. Màu gì. Màu trắng đi, đập đi, đúng rồi, đập đi em ơi, đúng rồi, đập đi. Ok luôn, đập chưa. Ôi dồi. Một hit chết luôn. Một hit chết luôn boss tượng cổ các bạn ạ. Ôi, quả súng này nó khỏe quá. Sao thật sự luôn các bạn ơi. Ôi, quả sáu nòng xanh này, trời ơi. Mèo béo cầm quả sáu nòng xanh này VIP thực sự các bạn ơi. Một bắn chết luôn các bạn ơi. Để biển mình là chụp quả ảnh bìa luôn các bạn ơi. Để làm quả ảnh bìa sáu nòng xanh luôn các bạn ạ. Sao thật sự luôn này. À, từ đã. Đeo vào rồi lửa đã. Ok rồi. Bắn một phát chết luôn các bạn ạ. Ui, được của nó luôn các bạn ơi. Ok, thì chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Bạn thấy video hay và thú vị đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ mèo pèo các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chết luôn rồi.